con ruột. Vâng nào. Muốn tạt bóng nhiều. Đã có bàn thắng cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bắt đầu từ pha cắt bóng thành công của Văn Thuận. Pha không chia bóng và tạt bóng đơn giản của Quang Nam. Bóng vượt qua đầu Thiago và Matias đã chiếm lĩnh vị trí. Văn Thuận. Và rất nhanh. Đó là cú đá của Lê Hoàng Thiên. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.